Ngày 2 tháng 9, phòng cảnh sát hình sự BC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Nguyễn Thành Thức, sinh năm 2002, ngụ quận 8 để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, chiều ngày 29 tháng 8, bà H, sinh năm 1970, ngụ tỉnh Quảng Nam, từ căn nhà của người thân ở đường Bùi Quang Là, phường 12, quận Gò Vấp đi ra thì bị một thanh niên đi xe máy áp sát giật sợi dây chuyền vàng hơn 8 triệu đồng bà hát hô hoáng cho người dân, nhưng kẻ cướp đã tăng ga tẩu thoát. Chiều ngày 1 tháng 9, trinh sát đội 3, phòng BC02 cùng công an quận Gò Vấp phát hiện Thức đang trong phòng trọ của bạn gái ở con hẻm đường Bùi Quang Là, nên ập vào khống chế bắt giữ. Qua làm việc, Thức khai nhận thực hiện vụ cướp trên. Tài sản cướp được, Thức mang bán cho tiệm vàng ở quận 8 lấy tiền đưa cho gia đình và bạn gái trả tiền phòng trọ. Ngoài ra, thức khai từ tháng 7 năm 2022 đến nay gây ra thêm 4 vụ cướp khác ở quận 8. Mỗi lần gây án, thức bắt xe ôm qua nhà trọ bạn gái ở quận Gò Vấp, rồi vờ mượn xe để đi cướp giật.